cốt đắp cột hay phần này bởi chạy cái tên bởi dưới miền chân này nên khá lúc chùm ra ơn bởi ổn mà cho bà thông tỏ chạy dạ con ta khá sao chi lô bá cứ chìa sao chân đuổi khu cơ bá bằng càng ca trông chám lúc này đã quạt miền bà nhà hạ phong chùm bình ca phê phê liêng chờ nhận nhuộp anh chứng anh em chùm bình chi lô bá bá một thang bí cổ bê bật năng lượng nghĩa khăn dạp bê khá hai lô này có ai bà tỏ bà bà một thang bí cổ chỉ riêng rõ thang cơ bá đã đảm bây chân đuổi sau cơ phía khu cơ bá bà chăm thang nằm bằng ca cho sai phần này khu cơ bá nếp bê ảnh cụt chân lúc này đã có xa phê phê liêng anh em chùm bình chi lô bá bán tiệm tăng lấy tù sạp bán cái lấy sau đập rạm phí ប្រាំមួយរយហកសិបប្រាំមួយបីរយកៅសិបប្រាំបីឬមួយក៏លោកអ្នកអាចរើទិញបាននៅគ្រប់អសតឋានទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាបាទអរគុណទៅដល់EM Fiber Green Tea បាទដែលបេសស្លឹកតែតាមរដូវកាលយកមកចម្រាញ់ចេញបាទជាតែហើយសម្រាប់ការទទួលទានគឺងាយស្រួលបាទហើយសម្បូរទៅដោយវីតាមីន C និងកាកសរសៃបាទជាពិសេសហ្នឹងគឺមានសារធាតុ Inulin ដែលមានកាកសរសៃខ្ពស់ហើយនឹងជួយបន្ទាបកូលេស្តេរ៉ុលមិនល្អនៅក្នុងរាងកាយរបស់យើងបាទជួយសម្រួលដល់ការបន្ទោ
này sợ trai đài mình tha tại từ tại bên vây rồi còn miền cù sa miền sầm ra côn hao vậy nó cứ liền miền khăng những cái bà pua chả đam đầy rồi còn tự kĩ ấy nè bà nàng xong chi diêm từ tiên em fiber green thia rồi có đi em fiber green thia bạn đài về miền bắc sơn tây bắc pua hay cái miền cam thì bị sẹt tinh mùi cái time chun pi đọp và tinh đọp cái time chun mùi kẻ và sau đó có được miền mình thấy mai tiệt tôn tới bán lấy từ sam sơn đọp pi sơn cay bầm bấy pi mà hay muối bằng mũi hốc sập pì bạn miễn pì bập hết miễn EM fiber green tea hay năng DEM fiber green tea nè đại châu chất tím anh tích tích à chạy ở nhám chùm mùi năng EM DEM DEM bạn năng ngày và sân bà dương châu chất rút chết thò mà chết đấy nè tiếng chót tiếng rút chết đám cứ EM fiber green tea bạn hãy mới tiết ở côn đảo phía xa super super đôi chụp điều chun cao vì vẽ môn chẳng sợ là chia phía xa đại nơi khang Taiwan kì bởi định giống hay miễn group tu tự cọ nơi ta mà đa pharma rồi có nơi ta mà đa mà tí bệt hay phía xa tăng pi bập hết cứ sợ là chia phía xa rồi bỏ Taiwan bà đài Taiwan ấy chỉ chun chia đài kết cú bì sọc cập hiệp chia chun chia mà Taiwan nó chân lại chân, thì bạn toàn bảy luôn mà này. Phần đa trong chụp chụp chun thang nơi Taiwan nó cứ bị chia chun cái cứ cất cú bị sọc cọp hiệp khăng mình tên và tôi bị khang chụp bòn hay ở quay để cái phần lần lá nó cứ đôi cái này cứ cái ăn cất tăng đa ăn trả chia thì tai tầm khăn bị phô lưu từ tua score thang chưa phần là tập hòn lọ mà áp bỏ sọc cọp hiệp thì ai kia tôi lấy từ sáng xong đọc pi xong cái phần bảy pi mà hay muối phần muối học sập pi rồi có Facebook page super super Cambodia. Chả nó có mang to tất cả tập phim bảo sản hi sới chia tập bảo sản đại lo xem sọc cái phim bảo luôn này tại mà đóng song đa bờ tây Nhật Bản sọt mà rồi phi rồi tại mà đóng 20% cứ miền ca này non pi bị chạy bệnh đất đại nó bờ tây Nhật Bản môn ca ở môn đại quan dân mà lũ nó cứ có bán sản là bom para hay bán pop bệnh men mỏng 20% nó cứ xem đẹp luôn này đại quan chả miền bảy nhà đẹp phong chụp buổi đầm rồng nôm tập nôm bảy em lưỡi chiếc score lưỡi chiếc khăn như rumo của lưỡi chiếc fit ấy nó chả anh em chụp buổi tập bảo sản hi sới ban hay đẹp bay khai luôn này đồng sản tập phim tại mà đóng chỉ phải xét nó cứ chỉ tập bò sát đại là o, xem nhẹ sát cặp hiệp hay chùm núi đa sát cặp hiệp ở nông smart ở đây bò lùng nhẹ tay mà đồng lùng nhẹ đã qua thời gian các món tinh từ đẹp từ nơi tất khang tập bò sát hi sôi bán lấy từ sắp cái lấy sôi ở học sắp trầm pí mà pay pí mà pay pí mà pay trầm pí sôi học sắp trầm pí mà pay pí mà pay pí nữa mà pay trầm pí ở con dương xong từ tua bơi mình đã đạp sai sẽ lấy toàn bà ta xong sport mới thiệt bạn Cubuta sẽ promotion sản phẩm lúc này đã qua tên mà xin chú rất Cubuta mình cảm ơn chung bị xe bằng cho đồng lại rồi đã một bọn bí rồi đó là chú vừa đứng Cubuta leasing Cambodia Praka tất chấp bị bằng bay bọn đó là trả cả bạc tiếp tâm tại mùi phía rồi ta bằng nó bà đảm biệt mình thay lúc này tệ tốt tất cả trả tơ Cubuta mùi bọn bà bay rồi mà phải có đọc bằng bí xe bằng bí mùi bọn bà bay rồi mà phải có đọc bằng bí xe sắp bằng bí chè ú có lại tụng sập tụi bình bắt hai chè chà nâng ấy đài có châu ruộm mà nhờ có châu ruộm hướng bong bằng ra xua tha hai đây bắn cạn này khuyên ảnh ra cho cạn bằng thoi ngay nè đấy xa có cháu nâng cư cả ta chẳng bóng cư lùi đời xa ta bà chưa bó rô có cả tha bờ sân chỉ có tranh cãi có đã miền mua ăn miền bằng bó rưu mục ăn miền ấy nào mua có tay trả lùi cho bờ sân chỉ còn nơi tế cứ có đã thở trai lùi nâng tê chẳng à ca khuyên ảnh ra cho có bị cạn bằng thoi tạm nâng bà nè mấy kỳ chơi lại đâu mình mấy kỳ chơi lại là tiệp bơ bò mà đi chơi chơi bà pha hơi vậy tới ca chua ruộng rồi bỏ bơm tới ca chay bỏ thêm dương cứ việc sắt tài chia chấm lại để trầm trơi và tay còn hai vì ruộng xóm nè là ngay ở vậy để trầm trơi cứ đôi giày mà nhân dương trơi tại từ school và tôi bị rớt bình tăng cho bọc trà chó tớp cua thân nạn nó bị miên cá thổi cho bà nó ngay chấm lại nu trẻ bà chợ đáy phụ đài từ mà từ bạn lại đừng trẻ cho ở đây tham bự mau bị rớt bình tăng nó mình thổi nè tại từ school hãy tăng bị rớt bình tăng nâng máu thở gai
អត់សូវហ៊ានចេញពីផ្ទះទេបើសិនមកគាត់មានលក្ខណៈអូអញ្ចឹងជំងឺកូវីដ19ក៏អរគុណតែខាងចរាចរណ៍ដូចគ្នាដែរអញ្ចឹងបានន័យថាបងវណ្ណរាចង់បានន័យថាមិនមែនដែលសារតែបងបងវិជ្ជាពលរដ្ឋចូលរួមគោរពច្បាប់ទាំងអស់ហ្នឹងឯងចេះតែដែលសារគាត់ខ្លាចមនុស្សចាប់ចេះតោះតោះតោះបងប្រុសគាត់ឈ្មោះថាបងប្រុសគាត់សុំជួយរំឆាយសំណួរដែលបងសម្បណ្ណាដាក់ឲ្យចាចាំ ABC ជួយសួរបងប្រុសបាទចាសុំជួយបងកាកាត់វត្ថុក្នុងសក្តានុពលមកពីបងបងមកតិចពលិសគាត់ធ្វើការបានល្អតាមតុកទៅចាបាទពីគាត់ដាក់នៅវត្តបានល្អបាទពីបីសុំបីតកែបន្ទោលឲ្យគាត់ផាកទីណីដែរចាបាទអរគុណលោកពូអរគុណលោកពូបាទអញ្ចឹងយើងឆ្លើយហើយเนาะបាទហ្នឹងហើយយើងផ្សេងមកប៉ុនគាត់ជម្រាបជូនថាសម្រាប់ការអនុម័តច្បាប់ចរាចរណ៍ការផាកវិន័យផ្សេងៗព្រឹមមករបស់យើងយើងត្រូវចាំទុកខ្លួនឯងដែរគឺសម្រាប់ម៉ូតូមាន7ចំណុចហើយសម្រាប់រថយន្តគឺមាន9ចំណុចដូចបោះជូនមិញហ្នឹង7ចំណុចដែលគេរឹតបន្តឹងឲ្យគេទៅផាកវិន័យហ្នឹងគឺមានដូចជាមួកសុវត្ថិភាពចា៎នឹងហើយអានគឺយើងធ្វើដំណើរយើងត្រូវតែមានហើយបាទហើយយើងត្រូវតែគ្រប់ឲ្យបានជាប់លាប់ជាប្រចាំបាទហ្នឹងហើយមួកសុវត្ថិភាពមិនគ្រប់ភ្លើងសញ្ញាបាទផ្លាកសញ្ញាចរាចរណ៍ល្មើសក្នុងការបត់ឬក៏ចេញបាទដាក់លើសចំណុះដាក់លើសចំណុះនេះចា៎មួយយ៉ាងប៉ុន្មានថ្ងៃមុនយើងលើកឡើងពីបញ្ហាដែរអូម៉ាតែគ្នាគាត់គ្រូសាស្ត្ររបស់គាត់គ្រូសាស្ត្រមានសមាជិក4នាក់ចា៎ហើយកូនមួយគាត់ហ្នឹងតូចតូចចឹងគាត់ត្រូវទៅណាមកណីមិនទៅទៅទាំងអស់គ្នាហ្នឹងហើយចុះហ្នឹងខ្ញុំគិតថាអាចមានការអនុគ្រោះដែរឬក៏អត់ចា៎បាទប៉ះសិនបើគាត់ចង់នាំកូនគាត់ទៅទាំងអស់គ្នាអត់ចង់ទុកនៅផ្ទះផ្ញើយាយផ្ញើអីមើលចឹងណាឬក៏អត់មានអ្នកមើលហ្មងនិយាយទៅតាមគេដំណើរកំសាន្តគេទៅលក្ខណៈគ្រួសារបងបាទតែរឿងកែបម៉ូតូលហែកកុងទ័រអត់មានបើកភ្លើងទាំងថ្ងៃអីផ្សេងផ្សេងអាហ្នឹងគឺអត់ទេអត់មានការផាកវិន័យទេតែបើសិនជាលោកពូសមត្ថកិច្ចគាត់ផាកវិន័យអាហ្នឹងគឺសមត្ថកិច្ចមួយជ្រុងមួយមួយក្តាប់តូចដែលគាត់អនុវត្តល្មើសនៅប័ណ្ណបញ្ជាបាទម្សិលមិញដូចជាមានការលើកឡើងរបស់ខាងឧត្តមសេនីយ៍ខ្ញុំអត់ចាំឈ្មោះគាត់ដែរព្រោះច្រើនចង់និយាយទៅពាក់ព័ន្ធជាមួយរឿងចរាចរណ៍រឿងច្រើនបាទគាត់លើកឡើងអំពីម៉ូតូដែលវាមកពីនាយពីច្បាប់ដើមមកគេមកណាហើយយើងទិញពីខាងក្រៅប្រទេសមកពីសហរដ្ឋអាមេរិកពីអីផ្សេងផ្សេងណាប៉ូលីនបាទឧទាហរណ៍ថាវាមានកំពង់ស៊ីម៉ាំងវាលឺចា៎បាទអញ្ចឹងយើងយកមកស្រុកយើងជីតែពិតគាត់លើកឡើងតែផ្លាកគាត់លើកឡើងតែភ្លើងឯងប៉ុន្តែនៅក្នុងន័យហ្នឹងគឺវាមានអញ្ចឹងហើយកំពង់ស៊ីម៉ាំងវាទិញមកស្រាប់លឺចា៎អញ្ចឹងយកមកជីស្រុកយើងវាមិនលឺមិនមែនជីស្រុកគេលឺជីមកស្រុកយើងអត់លឺដែរចា៎អញ្ចឹងអាហ្នឹងបើឲ្យគាត់កែឆ្នៃគាត់កែឆ្នៃបានខុសលក្ខណៈបច្ចេកទេសដើមមកគាត់ដាក់កំពង់ស៊ីម៉ាំងអត់លឺវិញតែគាត់ខុសវិញហើយតែសមត្ថកិច្ចយើងគឺផាចា៎ភ្លើងក៏ចឹងដែរម៉ូតូខ្លះបិទភ្លើងបានទេហ្នឹងហើយពួកមានប្រចាំសួរដែរនៅរឿងម៉ូតូគាត់ចាក៏ប្រហែលថាវាភ្លឺប្រចាំហ្មងណាហើយបើសិនជាឲ្យគាត់កែឆ្នៃគាត់ថាបាក់កែទៅរកជាងកែគេរើមិនឃើញទៀតហ្នឹងហើយចឹងកន្លែងហ្នឹងគឺសមត្ថកិច្ចក៏គាត់មានសិទ្ធិនៅក្នុងការផាកពីនៃដែរបាទហ្នឹងហើយអរគុណតោះមកយ៉ាងបងស្បាចាខ្ញុំសូមមួយសិនបងសវណ្ណរាព្រោះមានប្រិមេវីស៊ីក៏តាក់ទងមកសួរពាក់ព័ន្ធរឿងបានបើកបងបន្តិចចាព្រោះដោយសារតែមានច្បាប់សក្តិជំនុំដំណឹងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការធ្វើបានបើកបងហ្នឹងក៏ចង់ដឹងថារយៈពេលប៉ុន្មានថ្ងៃដែលគាត់បានបើកបងហ្នឹងព្រោះគាត់អាចធ្វើឯងតាំងពីធ្វើរហូតដល់បានបើកបងហ្នឹងហើយចាប់ពេលប៉ុន្មានខែដែលយើងត្រូវបានទទួលមកយកបានបើកបងហ្នឹងខ្ញុំសូមឆែកតិចសិនបាទខ្ញុំអត់បានមើលកន្លែងហ្នឹងដែរហៀងច្រឡប់ហោងកន្លែងហ្នឹងព្រោះគាត់ខ្លាចចេះដល់ពេលដែលគាត់ទៅធ្វើទៅស្រាប់តែបានបើកបងយើងយូរអីចឹងទៅបាទដល់ថ្ងៃដែលត្រូវផាកពីនេះគាត់មិនធ្ងន់ក៏បាទចេះព្រោះនៅកន្លែងខ្លះគាត់ថាបើមានគេណាហៅគាត់ទៅគប់ជេអីហ្នឹងគាត់ថាធ្វើតែថ្ងៃប៉ុន្មានថ្ងៃបានអីហ្នឹងចេះអាហ្នឹងវាក្រៅផ្លូវការហ៎ចេះហ្នឹងហើយចឹងគាត់ធ្វើកន្លែងហ្នឹងវិញអូមិញនឹកឃើញបងប្អូនមិញតាក់ទងមកសួរថាគាត់ជិះម៉ូតូកំឡាំងលើស125ត្រូវតែមានបានបើកបោតែលើបលីអត់ទាន់ផាកឯណាតែទៅមុខទៀតដឹងអាបលីផាកឯងចាអញ្ចឹងគាត់អត់ចង់ទៅប្រឡងយកបានបើកបោទេគាត់ចង់ទិញយកហ្មងបាទនៅ23ដុល្លារមានសេវាកម្មបែបហ្នឹងទេចាមានតែទទួលមានទទួលទៅប្រឡងចាបាទខ្ញុំទៅសាខា23ដុល្លារ A17 ណាហើយមានគេទៅសួររខាងបងជិះចិនណាគាត់សួរថាណានឹងគេមានលក់បានបើបងអត់គាត់ចង់ទិញហើយទៅពេលហើយក៏ខាងយើងថាអត់ទទួលទិញទេតែទទួលប្រឡងគាត់ក៏ចេញទៅវិញទៅហ្នឹងហើយណាមិញសរុបមកវិញគឺវាមានភាព
អវិជ្ជមានភាពវិជ្ជមានក៏ឃើញមានច្រើនគួរសមដែរតែអ្វីដែល ABC និយាយយល់មកអ្វីដែលយើងអត់សូវជាពេញចិត្តគឺការអនុវត្តម្លងពេលដែលយើងអត់ទាន់រឿងដៃរឿងយើងពី COVID-19 ទៅហ្នឹងគឺជាគោលចំហរបស់មិនគោលចំហរការយល់ឃើញរបស់ពួកយើងគឺវាដូចតែគ្នាហ្នឹងឯងលឿនពេកចា៎បោះស្វាមិនចង់និយាយពីអីមិញចង់និយាយថាចាបងអមិញហ្នឹងបោះស្វណ្ណរាគាត់លើកសំដួលឡើងសួរថាមិនបានខ្លួនអ្នកចរាចរណ៍ឡើងអនថយហើយយើងទៅក៏បានលើកខាងប្រធានបទមួយណានិយាយទៅគាត់បានមែនប្រធានបទនេះសំដួលចាឥឡូវយើងចង់ប្រៀបធៀបថាបន្ទាប់ពីអនុវត្តច្បាប់ចរាចរណ៍យើងឃើញថាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍វាមានកម្លាតក្នុងការថយចុះហ្នឹងយ៉ាងម៉េចបាទចា៎និយាយទៅកម្លាតថយចុះខ្លាំងមែនតើបងពូនេសារបាយការណ៍ហ្នឹងគឺបានបង្ហាញថាស្ថានភាពចរាចរណ៍មានភាពល្អប្រសើរជាងមុនហើយរយៈពេលមួយសប្តាហ៍មុននៅក្នុងខែឧសភារបស់យើងហ្នឹងគឺគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍កើតមានរហូតដល់48លើកប៉ុន្តែបន្ទាប់មកក៏មានការថយចុះចំនួនលើកហ្នឹងមកពី52លើកហ្នឹងថយមកដល់40បីលើកកណៃវិញហើយនិយាយទៅស្មើនឹង 54% បើធៀបទៅរយៈពេលក្នុងខែឧសភាដែរកន្លងឆ្នាំក្នុងឆ្នាំនឹងហ្មងណាបាទចា៎បើធៀបទៅនឹងខែឧសភាឆ្នាំ2019ឥឡូវហ្នឹងបានចូលអាទិត្យទី2ហើយត្រូវហើយបងតែពេលធៀបណាអាទិត្យទី1គឺកណៃគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នឹងវាបានអនថយបាទអញ្ចឹងណាចា៎ហើយសម្រាប់អ្នកដែលស្លាប់វិញហ្នឹងគឺក៏អនថយដែរព្រោះវាផ្សាយក្នុងការភាកធៀបនឹងទៅឆ្នាំខែមេសារបស់យើងវិញអ្នកស្លាប់ហ្នឹងគឺចំនួន56នាក់អូទាំងរងរបួសទាំងអីទៀតហ្នឹងគឺច្រើនប៉ុន្តែឥឡូវនេះគឺបានថយខ្លាំងមែនតើថយចុះណូចាបាទអូខេចេះនៅបោកខ្ញុំអត់ហ៊ានទេចេះបាទតោះជើងប្រិមត្តស្បគាត់តាក់តងមកគាត់សុំសួរបន្តិចប៉ូលីនស្ដាប់អាបោះស្បាយនិយាយឡើងចំហមកខ្ញុំនៅដល់ថយទៅចាខ្ញុំដល់ត្រូវថាតាំងពីច្បាប់ចរាចរណ៍ដែលរត់បន្តឹងមកគឺការកណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍មានការខុសចោលបាទចាចាំសុំចូលមួយទៀតមិនលពុះគាត់តាក់តងមកក៏ប្រហែលចេះពេលដែលយើងបើកបោយើងប្រើទូរស័ព្ទវាមិនខុសច្បាប់ត្រូវហើយបងអត់បាទចោះបាទយើងឃ្លានទឹកយើងលើកទឹកយើងមកផឹកច្បាប់ចរាចរណ៍ខុសឬមកក៏អត់ខ្ញុំក៏ប្រាប់គាត់ថាខ្ញុំបបាក់ឆ្លើយដែរពូបាទបបាក់ឆ្លើយហើយចាំសួរប្រិមិត្តអើបើឯងគិតពិចារណាមើលលើកទឹកហើយនឹងលើកទូរស័ព្ទយកមកគាត់ឃ្លានខ្លាំងហ៎បាទចាំឆ្លើយចឹងមិនសួរគាត់វិញថាឃ្លានខ្លាំងហើយបើឃ្លានខ្លាំងឈប់ម៉ូតូពិសាសិនទៅឈប់ឡានបាទឈប់ឡានពិសាសិនទៅបាទតែឡានមិនស្ូវប៉ុន្មានទេណាបាទបើថាឆ្លើយទៅវាចេះតែនេះពេលយើងផឹកទឹកហើយយើងមានអារម្មណ៍អីដែរបាទមានអារម្មណ៍ពួកឯងយើងចុចទូរស័ព្ទតែថាយើងមានអារម្មណ៍ខឹងយើងជន់ហ្គែរឿងប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទលពូហេតុអីបានគេចៃនៅក្នុងច្បាប់ចរាចរណ៍ពួកទូរស័ព្ទពិភពលោកទាំងអស់នៅក្នុងទូរស័ព្ទលពូទៅដឹងកន្លែងហ្នឹងណាត្រូវទេបាទមិនបាច់ចាំអានេះខ្ញុំនិយាយអត់ឈរខាងលពូប៉ូលីសប៉ុន្តែកន្លែងហ្នឹងខ្ញុំគ្រប់គ្រងច្បាប់ចៃនៅពាក់ព័ន្ធជាមួយរឿងប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទទូរស័ព្ទមិនមែនសម្រាប់និយាយទេចាប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទមានន័យថាយើងអាចលេង Facebook យើងអាចលេងហ្គេមយើងអាចធ្វើអីផ្សេងៗលេងឆាតអីជាការប្រើទូរស័ព្ទមកឡោះឲ្យទៅគេចៃមកព្រោះកាលណាយើងប្រើអារម្មណ៍របស់យើងវាបានបែងចែកជា2ចម្រៀងហើយអាបើមួយគឺផ្ដោតលើទូរស័ព្ទមួយទៀតគឺផ្ដោតទៅលើដងផ្លូវតែបើសិនបើរឿងនៅក្នុងទូរស័ព្ទវាសំខាន់អានៅលើដងផ្លូវនឹងវាសល់តែប្រមាណ%ទេយើងផ្ដោតអារម្មណ៍យើងមកនៅលើទូរស័ព្ទនឹងច្រើនជាងអញ្ចឹងការបើកបងវាអាចប្រឈមទៅនឹងគ្រោះថ្នាក់តែបើយើងផឹកទឹកហើយគាត់មានអារម្មណ៍ថាអឺបាត់ស្រ័យតែប៉ុណ្ណឹងហើយយើងត្រាក់ទឹកដបទឹកចុះទៅយើងបើកបន្តទៀតចាមិនមែនបាត់មានអារម្មណ៍ថាអូរវល់រវីបាទអស់បងបាត់ហើយបាទនឹងតោះឥឡូវសូមសម្រាប់ផ្លេសិនហ្នឹងហើយអរគុណពីកម្មវិធីសោះអញ្ញាសម្រាប់មើលផ្លេសិនសម្រាប់លោកអ្នកដែលគាត់មានចំពោះរមៀនឬក៏មានចង់ចូលរួមអបតការចូលរួមនៅវគ្គក្រោយបន្តទៀតបានហើយលោកអ្នកដែលគាត់ត្រូវការកម្ងតេញនៅគ្រប់មុខគ្រប់ផលិតផល ABC ចាស់យើងមាននៅស្មៅសមុទ្រលីត្រៃផល្លាដែលល្អសម្រាប់សុខភាពរបស់លោកអ្នកតែម្ដងជាពិសេសហ្នឹងគឺជួយសម្រួលសម្រាប់លោកអ្នកដែលគាត់មានបញ្ហាចុករោយឧស្សាហ៍ស្បឹកដៃស្បឹកជើងថប់ដង្ហើមអីហ្នឹងអស់កម្លាំងវិលមុខចាជំងឺធាត់បេះដូងលួតមិនប្រក្រតីហ្នឹងចាក៏ភ្លេចជាមួយនឹងស្មៅសមុទ្រលីត្រៃផល្លា ABC បានមួយកប៉ុងហ្នឹងគឺតម្លៃ20ដុល្លារមាន100ក្រាប់ចាពីរមុខលាយបញ្ចូលគ្នាតែម្ដងលោកអ្នកទិញមួយកប៉ុងឡើងទៅយើងមានហ្វ្រីសេវាកម្មដឹកជូនអាចភ្ជាប់ជាមួយសាប៊ូដូនតាស្មៅសមុទ្រសុទ្ធក៏បានដែរឬមួយក៏ទឹកញើញើលីខ្ជាយអីហ្នឹងចាអាចតែកតមកលេខបងសវណ្ណរាគឺលេខ0722 24 25 0722 24 25តែកតមកលេខប៉ូលីនគឺលេខ0883 32 42 624 0883 32 42 624มาสวนอาหารบุปผสุขภาพ ABC เรื่องสำอางเรื่องตกแต่งครัวบ่ฮ้อยสมบัญชนมุกมัด ABC ในมุกวิสุ ABC เพลครังมีระบายครบยังในภูมิจังแมนชีวิตแซมมีโปรโมชั่นจองสัปดาห์ติดพ้องเขียมรองช้ำชูภูมิในตินี้บ๊ายบาย
dương cho chất nhắm đã ắt ban cách bị hai phai nơi sức khỏe trở lại mà cách bị sức khỏe chứ một cả sợ say AM Fiber Green Tea AM Fiber Green Tea tất tài trong đánh chân bị sức tay bay tòng tam rồi đất cả sầm bầu can sợ say fiber cụ sodium vitamin C sầm rác tâm ngôn lên sầm ăn sản thịt ạc rõ bí cực bè phu viên đất bầm phai chết khoanh nâng lọ cùng rưỡng bà con thiệp xăm để riêng cài AM Fiber Green Tea học bởi ngày mùi đọc sức khỏe ở rất ngay thùng nghe tâm nóng kia lịch trám lời mà quát bày sẵn cặp nông phênh thamay khán sàn sọc chứ đồ sạp xong cài sắp rằm bày rằm phí ngọc hay muối rằm bày hốc sắp bì Facebook page AM Healthy Fiber Drink Cambodia bằng chốt ác cà rạ tèm bấy dàng ơ sắc ơ chì cá chồng rắn chân tiêu đô của chiếc ơ sắc thơm ơ chiếc mới rối phía rồi ơ chì cá bằng bạch ó đá sai chứ bằng con cò bái ơ sắc phí thơm ơ chiếc và trắng cơ xa rộng bác chừng Mega We Care chưa các bạn nè các khách khom prang prai riem sốt cứ chia cả ta mũi đo sầm khát đại thưa ơi nhóm tụi tôi bán chốt cháy đôi thằng này có con phong đá đỏ sọt chi lộ bá đại chúa ơi khu các bạn nhóm miền sóc gặp hiệp lọ nắng thưa ơi ca trong trăm rồi bảo nhóm can tài bờ xa là chi lộ bá chấm nuôi khu các bạn bằng cản cá trong trăm ta lộc nét của bông ta miền bành hà lần muốn sưu thâm mến mình viên cầm nọ cầm báo chim ta mình chàn thâm mến trừ thâm mến nắng đế gì thâm mến miền đại tế tham đợt mình mua chu lá trên này cái tay bằng bắt lên một tham đợt mình mua chu lá xong đã ở sân bò ram thầm chết đồ chía chi ông cam ông bớ chi plo cá rạ bốn thêm sen nâng ở sân bò ram chỉ trăm sen tiền đồ chia lúc này ai cầm bằng tình bán tam rồi dạy lấy từ sáp sơn đập pí bảy sập muối học sập ram muối chất sập muối sơn chất sập bảy sập ram hà sập bảy sập